các bạn thân mến, người Việt mình thì đi khắp năm châu bốn bể thì luôn có một cái gì đó là bản chất của người Việt Nam mình là rất chăm chỉ và chịu khó và sáng tạo nữa. Thì tập hôm nay đây thì mình cũng có một cái gọi là minh chứng cụ thể để cho các bạn biết thêm về cái những cái con người Việt Nam mình ở đất khách quê người, dùng cái sự mà chăm chỉ và nỗ lực ở đất khách quê người để mong sao cuộc sống tốt đẹp hơn. Nhân vật hôm nay mình muốn chia sẻ với các bạn là chính là bà chủ Ngọc Anh, cái quán phở Việt ở Maputo đây. Ngọc Anh là cũng bằng tuổi mình thôi các bạn, cũng rất trẻ thôi, cũng là thanh niên nhưng mà cũng sang bên đây là cũng từ khá lâu rồi. Đấy. Thì thôi, không để các bạn chờ lâu nữa thì bây giờ chúng ta cùng đi trải nghiệm và khám phá cuộc sống của những cái con người Việt Nam ở đất khách quê người này nhá. Ê, bây giờ là bọn mình sẽ đi chợ đây các bạn. Mà hôm nay thì trời mưa, thời tiết ở đây. Đây. Cho bạn ngồi trước. Ok. Cho bạn tiện quay đường. Ok luôn. Thì đi đây có mình với cả Ngọc Anh và có một bạn tài xế ở trong quán nữa. Thời tiết ở đây nó có hay mưa không Ngọc Anh? Thỉnh thoảng nó cũng mưa đấy. À. Nước này bạn này. Ở đây có rồi này. À ok. Đây, anh này anh tài xế đây. Thì anh sẽ đi theo cùng bọn mình để có thể là chợ và cầm những cái đồ mà để mua đồ để cho quán ấy các bạn. Cứ 1-2 ngày thì mình sẽ kiểu như Ngọc Anh sẽ đi chợ để mua đồ đấy các bạn. Thì cho nó đồ nó tươi và ngon. Hôm nay trời mưa chắc không có nhiều đồ. À ha. Đấy, cứ dừng xe một lát là các bạn thấy là những cái anh chàng mà đi bán đồ như là ghế rồi các thứ này. Nhưng mà mưa này nhìn này, quần áo người ta cũng có, đâu có áo mưa đâu. Hết rồi, còn đâu? À. Cái lò mổ bò này là có lớn nhất ở trong thủ đô Maputo. Mình nghĩ là lớn nhất đấy. À. Tại vì ở đây mình thấy rất là nhiều bò luôn. Họ cứ treo ngược cái như này này, thịt này không như ở quê mình đâu. Hôm nay là do trời mưa người ta đóng cửa kiểu như người ta hết hay là gì? Người ta cũng hết hàng rồi. Hết hàng. Có lò mổ đó. Ngày mai chúng mình qua đây nhé. Ok. À, cái lò mổ hôm nay là người ta hết hàng rồi các bạn. Thì bây giờ bọn mình sẽ đi ra một cái chợ khác để mua những cái đồ khác. Tại vì ở đây các bạn thấy là những cái hàng đây người ta bán hết sạch luôn đấy. Đấy thì chứng tỏ là đây là thịt bò tươi mà. Sạch và tươi. Bây giờ còn chút này thì khách hàng người ta đặt hết rồi này. Thì Ngọc Anh đến đây thì bây giờ cũng không mua được. Ok, thì bây giờ chúng ta sẽ đi sang chợ khác vậy. Vâng rồi. Một phần hôm nay mà đi bọn mình mà đi chợ rồi các thứ mà các bạn thấy là người ít khách rồi người ta không làm, cũng một phần là do ở đây là mới bầu cử các bạn ạ. Thì 5 năm 3 ở 3 hay 5 năm ở đây bầu cử tổng thống một lần đấy. Thì mới bầu cử xong ở đây được mấy ngày mà hôm nay thì cũng có nhiều chuyện báo đài rồi các thứ, người dân ở đây là cũng cảnh báo là những cái người bình thường là không nên ra đường, để tại vì là ở đây tuy người dân là rất hiền lành và dễ thương nhưng mà đến những cái ngày như thế này là kiểu người ta chia theo băng đảng phái ấy. Người ta bên kia được nhưng mà bên này không ủng đồng tình thì người ta hay xảy ra biểu tình ấy. Như mình đến đây hôm thứ tư tuần trước thì ở cái phần miền trung của Mozambique này là cũng xảy ra bạo loạn luôn đấy các bạn, nhiều những cái thành phần quá khích ấy. Đấy, và hôm qua ở đây là cũng có biểu tình ấy. Đấy thì đó là lý do một phần là khi mà bọn mình đi chợ như vậy thì người ta cũng kiểu như làm ít đi một phần đấy các bạn. Con đi á. Giờ bọn mình sẽ đi vào một cái chợ khác đây. Thì chợ này là bán khá là nhiều rau quả củ quả. Con đi á. À, đi. Con đi á. Mama, trở về. Trở về á. Đi đến đây khách quen đấy, ai cũng gặp này nhìn cũng chào. Ngọc Anh chắc là đến đây khách quen quá nhờ. Ở đây mình đến mua thường xuyên đây rồi. Người ta vẫn còn đóng cửa hàng khá nhiều đấy. Hôm nay là thấy mấy cái sạp cũng đóng khá nhiều đúng không? Ừ, 16, 18. Ở đây mình mua thường xuyên hành mùi ở đây này. Giống như ở nhà họ Rồng ấy. Ừ. Nên là tươi hàng ngày luôn ấy. Ừ. Nhìn tươi ngon nhỉ. Ừ.
ở đây chẳng chả có thuốc sâu, thuốc bọ gì đâu ha. Mua ở đây có thấy kiểu như là sâu ở trong rau nhiều không? Thì thảo vẫn thấy sâu ở trong đấy. Ở đây mình nghĩ họ không có thuốc sâu đâu. Họ cũng nghèo ấy. Họ trồng gần như để tự nhiên ấy. Bắt ung thôi. Mà Ngọc Anh sống ở đây là mấy năm rồi Ngọc Anh? Tôi sống ở đây độ hơn 4 năm rồi. Hơn 4 năm. Mà sang đây làm cái đấy là hồi trước là có làm cùng ai không? Nhà hàng là trước là của có một anh chị chủ cũ ấy. Sau đó mình mới sang học nghề của anh chị thì mới làm. Mình tiếp quán của anh chị. Thế từ cái hồi mà làm 4 năm ở đây chắc mới kiểu sang đây có gặp khó khăn hay cái gì quá không? Gặp nhiều khó khăn cái lúc mới đầu sang không? Bây giờ thì đỡ hơn rồi. Bây giờ mình cũng phát triển hơn rồi thì cũng có nhiều nhân viên hơn rồi. Trước thì gần như là làm cái gì mình cũng phải làm hết đấy. Bây giờ thì có nhân viên cũng đỡ hơn rồi. Khó khăn là cái đồ khô. Ta fresh không? Ta bò. Đồ khô ấy ở Việt Nam mình thì vận chuyển sang đây thì phải chờ hơi lâu và khó khăn một chút thôi. Nhiều cái mình cũng không kiếm được ở đây á. Mình bắt buộc phải chuyển từ Việt Nam sang. Có những cái mà nhập từ Trung Quốc ấy, nhưng mà nếu như mà mình thiếu, mình mua ở Trung Quốc nó không còn cái vị vị đấy nữa, giống như kiểu nó như qua sử dụng rồi á. Nhưng mà mình thấy là 4 năm trước năm đấy Ngọc với Ngọc Anh với 20 mấy tuổi mà sang bên này là một thân một mình, đấy là không sợ. Đâu, mình có anh trai đấy. Có anh trai, anh ruột của mình và chị dâu của mình cũng ở đây. Một lát nữa mình sẽ đưa bạn đi xem cửa hàng của anh chị. Ok. Nhưng mà hai anh chị là có làm liên quan gì đến hàng ăn không, mà kiểu như là có giúp đỡ được gì nhiều ngoài quanh không? Hai anh chị làm, anh mình thì làm rượu, còn chị mình thì làm cửa hàng bán thịt với cả bán giống như kiểu siêu thị nhỏ ấy, siêu thị mini. Người nhà mình thì gần như làm siêu thị mini nhiều hơn. Mình sang quán ăn này là chẳng biết đâu, như kiểu nghề chọn người ấy. Một mình một nghề. Thế là gọi là anh sang đây là trước là có kinh nghiệm sống ở đây rồi, chia sẻ kinh nghiệm qua đâu. Về nấu ăn thì Ngọc vẫn kiểu Ngọc Anh là vẫn tự mày mò, là tự thân một mình là để lo hết đúng không? Trước mình có anh chị chủ quán cũ đấy thì để lại cho mình cũng có sang học nghề của anh chị 4-5 tháng đấy. Xong rồi dần thì anh chị cũng hướng dẫn mình nhiều cái. Xong rồi mình bắt đầu làm tiếp quán của anh chị. Quán của anh chị cũng là 4-5 năm rồi. Nên là cũng có sẵn khách rồi. Kiểu một quán ăn của Ngọc Anh là kiểu như là cũng nhượng quyền đấy các bạn. Nhưng mà các bạn thấy là một thân một mình sang bên này mà để phát triển cái quán đấy là mình thấy là cũng không phải đơn giản đâu các bạn. Thì qua mấy ngày mình ở quán của Ngọc Anh và anh Duy đây thì mình thấy là mọi người là nhất là đông khách này, mọi người rất ưa chuộng từ khách Trung Quốc này, khách nước ngoài, khách bản địa này, tất cả mọi người đều rất ưa chuộng cái quán ẩm thực Việt Nam ở quán Ngọc Anh đấy. Thì mình thấy là đấy, tuy làm cái này cũng không phải ai cũng làm được đâu, mà làm đồ ăn hàng ăn thì các bạn biết rồi, cứ luấn quấn từ sáng cho đến đêm. Tại vì trước ở nhà mình cũng làm bánh mì mà cũng liên quan đến ăn uống thì là mất nhiều, rất nhiều thời gian. Mà Ngọc Anh làm ở đây thì các bạn thấy là mất cực kỳ nhiều thời gian. Thì mình thấy là cũng phải rất cố gắng đấy các bạn. Một người con gái trẻ tuổi mà sang cố gắng như vậy. Ở đây Giáp ơi, ở đây có chanh này. Chanh này, ừ, tươi ngon không? Úi dồi. Chanh. Ở Việt Nam mình chanh làm sao được to được cái này nhỉ? Ôi, các bạn thấy là chanh to không này? Có thể double like đi cô. Ui, bơ cũng to luôn này. Có nhìn quả bơ này. Đã không? Gian bơ không? Có leo Maduro? Braus now. Braus now, por qué? Non te braus. Si no, non te cement. Cement ir. Conseguir danzar? Eu quero velho. Mas vou fazer barulho dentro. Mama. Bơ chọn là kiểu gì thì ngon ta? Mình kinh nghiệm của mình là hột nó phải lắc được thì quả bơ nó dễ dàng, nó nhanh chín. Đây bơ xanh lắm. Ngọc Anh sang bên này là mới học tiếng bồ hay là học trước ở nhà rồi? Tớ sang đây mới học đấy, gần như là cái lúc đầu rất là khó khăn về tiếng bồ. Lúc đầu tớ muốn bỏ cuộc về nhà đấy. Gọi cho mẹ và mẹ ơi, con bỏ cuộc rồi. Con đi về đây. Thế xong cuối cùng mình chốt cửa trong phòng học, xong rồi học từ cô giúp việc, rồi học từ những cái em bé mà
ở trường mầm non đi ra luôn. Ngày trước mình ở nhà gần trường mầm non ấy, mình đi bộ cùng các em bé luôn, nói chuyện với các em bé dần dần, thế là mình học được tiếng Bồ. Sau đây cũng mỗi một ngày học một chút ấy. Bây giờ thì chắc có thể tranh luận được rồi. Nhưng bây giờ Ngọc Anh có thể nói được nhiều cái kiểu như là chuyên sâu về nhiều những cái mảng khác không, hay là chỉ về ăn uống? Nói chung là mình tiếng Bồ thông dụng thôi, chứ không có kiểu chuyên nghiệp của qua ngành, qua trường lớp thì không có. Mình không có đi học qua trường lớp ấy. Sang đây mấy tháng thì có thể nói được tiếng Bồ? Một tháng đầu là mình không biết nói, đến khi hai tháng là bắt đầu mình nói được rồi. Nhiều người rất là nhanh như anh Duy đấy, sang đó nó nói luôn ấy. Nói chung là cũng rất giỏi và rất cố gắng và bản lĩnh. Một mình anh Duy là mới sang được 2 tuần thôi các bạn, mà trước đây là Ngọc Anh cũng một mình quản lý bao nhiêu nhân viên như vậy thì các bạn biết là thế nào rồi đấy. Quản lý con người ở châu Phi này cũng đâu phải là đơn giản đâu. Chanh đây bao tiền một ký đây? Mình mua 25 đồng. 25 đồng là 8.000 à? 9.000. Bao nhiêu ta? Tầm 8-9.000. 8-9.000 Việt Nam đồng một ký chanh đây các bạn. Đấy, có bao nhiêu chanh thì mua hết rồi này. Chị gái này hôm nay là được về nhà sớm rồi. Thế mai. Ôi dù xe nào bởi bà ra bà ra mi. Ngày đầu tiên mình đi cái chợ là mình sướng lắm á. Tại vì ở đây để ít kiếm được cái chợ mà nó đầy đủ rau củ quả ấy. Và cái chợ này là không thiếu rau củ quả gì đấy hả? Nó cũng gần như là khá như là đầy đủ á. Ngày hôm nay mưa nên là vắng. Bạn bảo là trời mưa như thế này làm sao họ dám bay hàng ra ngoài được. Nó hỏng hết ấy. Mà họ làm gì có ấy đâu, có gì để che mưa đâu. Ngoài rau củ quả thì ở đây người ta có kiểu như là bán những cái thịt thà như gà, qué hay gì các thứ gì không? Có luôn. Có những cái chợ khác nữa. Mình sẽ đưa bạn đi, có thời gian mình sẽ đưa bạn đi các chợ đó để xem nhá. Chơi bola thì cũng mong chơi cả bây giờ nó thấy hàng Marel. Và trước khi mà sang đây làm đồ ăn này thì ở nhà Ngọc Anh đã làm đồ ăn bao giờ chưa? Kiểu mình có vậy. Mình có làm hàng cơm ấy. Bạn ấy cho mình tự vào lấy. Không vào lấy được ít thôi. Và sao mà khi mà đến quán của Ngọc Anh là mình ăn cái phở nước cực kỳ ngon luôn các bạn. Khi nào mà các bạn có dịp qua Mozambique thì các bạn có thể ghé thưởng thức đồ trong quán phở cực kỳ ngon. Thứ nhất là về công thức thì không nói, và cái đấy là chắc chắn là có công thức riêng rồi. Và thứ hai nữa là các bạn nhìn những cái đồ mà để đi mua về để ăn đấy các bạn thì cực kỳ tươi luôn. Thì đến những cái xưởng bò như vậy để chọn những cái đồ mà phải tươi ngon nhất và rau củ quả phải tươi ngon nhất. Nhưng mà về cái gọi kinh nghiệm nấu ăn là trước đây đã có rồi, nhưng mà ví dụ như là vấn đề mà kinh phí sang bên này là mình kiểu đi bàn tay trắng qua hay là có một cái vốn nhất định rồi mình mới can đảm mình bàn tay trắng qua đấy thì con đây không có đồng nào đâu. Thế á? Mình bàn tay trắng đấy. Thế là sang bên này là nhượng sang đây quyền. Lúc đầu là mình đi làm thuê mà sau đó mình may mắn được gặp được anh chị thì anh chị để lại quán cho mình. Về trả tiền sau đấy, bây giờ mới trả được hết tiền anh chị. Nhưng mà anh chị có kiểu như quen biết người trong gia đình không, mà anh chị đấy có thể cho trả sau nhỉ? Có, anh chị ý cũng lớn tuổi rồi và anh chị cũng là nói chung là cũng bảo vệ cho bọn mình rất là nhiều ấy. Khi anh chị đi sang bên Bồ rồi thì anh chị mới để lại quán cho mình, lúc đầu cũng chẳng hỏi đến tiền đâu. Thì sau cứ cho mình bán thoải mái, kiếm được tiền thì mới bắt đầu lấy tiền nhà hàng ấy. Các bạn nhìn đây là quả mắng cầu này. Và đây cái quả gì mình không biết là quả quả gì. Nó giống quả la đấy. Ăn cũng như vậy luôn hả? Ăn giống quả la ấy. Nó ngọt ngọt nhưng mà nó giống kiểu la bở á. Lạ không? Đây là lần đầu tiên mình thấy quả này luôn này. Đây này, nhiều lắm mà. Không có ra được đôi kia. Quên tia bay. Trời ơi, quả cam này. Ui, to vậy. Mình chưa ăn quả này bao giờ. Trời. Mình đắn. Nó giống quả bưởi con. Posso cogliere? Perché avete mosca qui? Dưa.
Dứa đây người ta có trồng được hay là phải nhập khẩu đấy? Mình nghĩ là họ trồng được đấy. Nhưng mà nó có mùa, bây giờ nó cuối mùa rồi. Cái dứa này nó rất là thơm. Cái nước bún chả của mình dùng dứa nó rất là thơm. Mình kiểm tra xem ở dưới nó có bị hỏng không. Đây, dứa ở Mozambique đây các bạn. Theo đây Ngọc Anh bao lâu rồi chưa về nhà? Không, 4 năm rồi, mình sang từ lúc mình sang thì chưa về. Úi dồi ôi, thế là cứ mải mê làm việc từ hồi đấy đến tận bây giờ. Đợt tới là anh Duy sang rồi thì có thể anh ý mình sẽ về thăm nhà một chút. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tâm lý sang đây thì bàn tay trắng nên là phải cố gắng như vậy đấy các bạn. Rất bản lĩnh. Masa Brissi dần đấy. Masa ta quan tu ấy. Giờ mua thêm cả thùng trái cây này các bạn. Bên lê này thì quả bên này thì kiểu như nó chín vừa ấy. Bên này thì chín nó kỹ hơn này. Hoặc cũng là một loại lê khác như đấy, nhưng mà mình nghĩ là cùng một loại lê nhưng mà nó chín nhiều hơn. Chín nhiều hơn thì nó sẽ bị sâu kiểu này này. Đấy, các bạn thấy chưa? Thì ăn tầm này sẽ là ngon nhất. Sau khi bên này thì là một cái dãy hàng bán tỏi với gừng. Bây giờ là đi mua ít gừng về. Đây các bạn thấy có 10 đồng một cái chỗ này thôi, rất rẻ thôi, tầm gần 4.000 thôi, 3.500 thôi. Chỗ này chắc tầm 2 lạng gừng. Tầm 2 lạng nhỉ? Chắc tầm đấy. 2 lạng 4 ngàn. Bên này vườn to hơn này. Học biết mình rồi. Bên này thì giá thì thế nào, có khác cái này có 10 đồng á? Cái này họ bán cho mình là 60 đồng. Mi coi nha xin á. Preso coi nha xin á. 60 đồng là 1 ký hay là sao? Compra quanto? 5 kg. 5 kg. Você tá vendendo quanto? Kiểu khách quen rồi thì người ta sẽ biết là mình cần cái loại gừng như thế nào. Nên là chị này chỉ lấy những cái loại gừng to hơn đấy các bạn. 50 đồng là 1 ký. Mama, đó là gran. Vừa nãy mà khi mà mình với cả Ngọc Anh mà đến cái chỗ mà cái bán mua cái gì nhỉ? Mua cái quả kiểu như quả na vậy các bạn. Mà cái cô đấy, cái cân của cô đấy là bị hỏng các bạn. Cân của cô đấy là bị thiếu. Có nghĩa là bình thường là cân là người ta phải, đáng lẽ là phải hơn, cũng có thể là hơn để cho mình được lãi hơn đúng không? Nhưng mà cân của cô đấy có lại bị hỏng, bị hao hụt mất kiểu rất nhiều ấy. Nên là chứng tỏ ở đây kiểu những người mà người ta bán hàng đây, người ta là cũng thật thà. Ở đây người bán hàng người ta có kiểu hay chặt chém mình không? Bây giờ chắc họ cũng quen mình rồi ấy, là cũng không chặt chém đâu. Cũng có thi thoảng giá nó thay đổi ấy. Giá thay đổi thôi chứ không phải là người ta chặt chém mình. Người ta vẫn chọn cho mình những cái ngon ấy. Check à. Giận dễ thương này. Ở đây người hiền lành lắm. Bắt đầu bây giờ. Còn Mozambique này thời tiết và con người rất dễ sống các bạn ạ. Xong quan được tới đây thôi á. Mình thấy là cũng sang bên này là cũng thấy là khác xa nhiều so với những nước châu Phi khác. Đấy là một cái phần lý do mà cộng đồng anh em người Việt mình sống bên Mozambique này cũng đông. Và trong chợ thì sẽ cũng có sẽ những cái kiểu như anh chàng như bên áo trắng này đây thì sẽ cầm cái túi để có thể là ai đến mua đồ ấy thì có thể là kiểu như là phục vụ là bê đồ cho khách ấy các bạn. Thì sẽ trả công, nhưng mà đây, cầm túi và xách đồ luôn cho những cái người đến mua chợ, mua đồ ở chợ. Nhưng mà bọn mình đi thì có một người người ta bê đồ sẵn luôn cho mình rồi nên không cần. Cái này là bao tiền một cân? Ô, giờ tao quan rồi. Xanh 100 đồng. 100 đồng tính ra chưa đến 40.000 tiền Việt mình. 36.000 một cân lạc. Nhưng mà lạc ở đây chỉ có mình ăn lạc to thôi, họ chỉ ăn cái lạc bé bé này này. Họ thích ăn cái lạc này.
Mà cái đắt hơn. À, đắt hơn. Đắt hơn gấp rưỡi luôn. Ừ. Thích ăn lạc này nhưng mà mình ăn lạc phải to như này này. Ừ, lạc này thì giống Việt Nam mình rồi. Ừ, lạc này giống Việt Nam mình. Ở bên này còn lạc to hơn nữa này. Ừ. Loại này cái loại này là loại lạc khác á. Ừ, giống khác rồi. Nhưng mà nhìn cái vỏ của nó sần sùi rồi nhỉ. Nó không được nhẵn như cái loại này. Ừ. Loại này ấy. Lạc này mình vẫn phải về vẫn phải nhặt ra nữa. À. Tá bom, quero lá. Dạy đồ váy cưới này nhưng mà người ta ở đây người ta kiểu như là đồ cũng rất cũ ấy. Kiểu như nhà nào mà nghèo thì người ta sẽ chọn những cái loại váy cưới như vậy. Người ta đến những cái chỗ như thế này người ta mua về giặt rũ lại xong rồi cưới. Ở quê chẳng hạn, ở quê là lấy tiền đâu ra. Ở quê ở Mozambique này nghèo, rất nghèo luôn ấy. Cũng bây giờ bọn mình đang đi trên đường ra một cái gọi là chợ gà và chợ gia súc ở đây. Có một cái đặc biệt là như là ở đây người ta lại thích ăn cái gà công nghiệp kiểu này hơn đúng không? Ở dân ở đây thì họ ăn cả công nghiệp này. Ừ. Nhưng mà luôn là rất là nhanh chín. Ừ. Mà nó mềm. Người mình thì thích ăn gà này. Ừ. Mình đã... Sở dĩ nhôm rê sở. Người mình thì thích ăn gà này này. Thì mình đi xem ấy. Ừ. Nhưng mà giá cả giữa hai cái gà công nghiệp và gà ta này thì có khác nhau nhiều, có chênh nhau nhiều không? Gấp đôi đó. Gấp đôi. Gà ta đắt gấp đôi hay là gà công nghiệp? Gà ta đắt gấp đôi gà công nghiệp. Ừ. À, mình đã thử ăn gà Ngọc con, Anh. Con gà sống thì là nó đắt hơn. Còn con gà mái như thế này nó bằng tiền nhau này. Bằng có tiền con gà công nghiệp, có con gà ta. Này. Ừ. Đây là con gà công nghiệp, còn đây là con gà ta. À. Bình thường đây, gà ta ở Việt Nam mình kể gà trống hay gà mái là đều cực kỳ là đắt. Hơn so với gà công nghiệp. Mưa bị ướt hết rồi. Chim. À, cả chim bồ câu luôn. Mình ở quán Ngọc Anh thì mình đã ăn gà rồi, cực kỳ ngon luôn các bạn ơi. Nói chung là gà đây là khỏi bàn luôn, miễn chê luôn đấy. Gà ta, gà mái thì bằng tiền gà công nghiệp. Ừ. Đấy, gà mái ta đấy. Uh-huh. Nhưng mà ở đây họ nuôi lâu lắm mới có gà ấy. Tầm bao lâu? Ừ, như quê mình thì nuôi 4 tháng, 5 tháng được. Ở đây họ phải nuôi cả năm. À. Mà có họ cứ thả bộ đây này, ừ. Họ không nuôi công nghiệp ấy. Ừ. Thế là gà nó chắc dài lắm. Ừ. Thảo nào ăn ngon vậy? Chim câu này. Ừ. Ngan này. Cái ngan ấy, ngan của họ cũng dài lắm. Ừ. Ở đây họ nuôi lâu mà. Cả dê nữa này. Dê đấy. Ừ. Mình sang kia xem dê. Yêu gà đây nó người ta bán theo ký hay là theo con hay bán là theo con, cả bán theo con. Chim này cũng bán theo con đấy. Ừ. Bán theo con. Quê mình bán theo cân nhỉ? Ừ. Đây họ bán theo con. Ừ. Một con này là có con thì 300, 400, 500. Ừ. Ừ, có con thì 600, như con gà sống ý. À, 6-700. Gà 6-700, con gà trống vừa nãy tầm bao nhiêu ta? Đấy là chưa thịt. Là gần 200 nghìn thôi nha đúng không? Ừ. Còn gà mái thì chỉ có 300 thôi. Gà mái 300 thì là tầm 100 nghìn tiền Việt thôi. Trời. Ừ, các bạn thấy rẻ không? Con gà mái mà ví dụ tầm có bao nhiêu? Tầm con đấy chắc phải tầm gần 2 cân đấy. Nhưng mà có 100 nghìn tiền Việt Nam đồng mình. Quá rẻ luôn. Mà đã rẻ rẻ rồi mà người ta lại nuôi lâu lâu ngày thịt chắc ngon. Hôm nay mưa bẩn quá. Dê đây. Dê đây. Dê họ nuôi ăn cỏ này thôi. Ừ. Nhiều lắm. Trời. 4.000, 5.000, 6.000 một con tùy. 4.000 con to là con nhỏ này. 1.200.000. 1.200.000, 1.300.000. 4.000 là con bé, còn nó là 5.000, 6.000 một con. Như mình, con này mình như... mua nhiều thì được mình được giá rẻ hơn. Như con này nó bé chắc... nhỉ? Ừ. 4.000. Thất tâm đó. 1.200.000, 1.300.000 con này đấy các bạn. Còn mấy con bé bé này 1.200.000, 1.300.000 này. Ngày nào mà có chuồng dê này nhiều tiền lắm ấy. Ừ. Giàu lắm ấy. Quá trời rẻ các bạn. Cái gì cũng rẻ. Ở bên này nếu mà sống ở Maputo này thì đồ mua đồ nó rẻ ấy. Và kiểu như bần là chân á. Ngon và sạch nữa. Aqui tá brito, com amigo chinês, tá brito. Aqui bom.
Ok, August. Nhưng mà thường kiểu như là cái những cái thường mà ví dụ như đồ rẻ này, những cái người dân bình thường chắc là người ta chỉ kiểu như là ăn uống, người ta thường tự đi mua, người ta tự nấu người ta thôi đúng không? Người ta ít kiểu ra quán sáng người ta ăn đúng không? Ờ, dân họ cũng ít ra quán lắm, họ toàn nấu ở nhà ấy. Uh-huh. Mà họ ăn đơn giản lắm. Ừ. Đường này có chỗ đường ra đấy. À, bên này bán. Mình đi đường này sạch hơn. Ok. Bên này người ta bán cả cái những cái chai lọ cũ này các bạn. Ai mà không có tiền thì cũng có thể ra đây mua về để có thể tái sử dụng lại được. Đấy, đi vào những cái nước nghèo nghèo là người ta, mình thấy là nhiều nước mình đi qua cũng vậy, người ta hay thường bán lại những cái chai lọ như vậy á. Ở đây người ta. Buen día. Para mí también 50. Sí, compro 6. Tira. No, se compra muy tú. 45. À, đến đây thì Ngọc Anh có đặt mua đều mua gà ở đây các bạn. Thì có chủ quán ở đây thì cũng tiện dẫn mình ra, và nhưng mà khi đặt ấy thì sẽ đặt đây và người ta sẽ tự giao đến cửa hàng để có thể là cho mình luôn. Thì các bạn thấy là ở đây người ta cũng quy hoạch là chỗ nào bán gia súc, chỗ nào bán rau củ quả thì đều chia thành khu khác nhau các bạn ạ. Giờ mình đang đi đâu đây Ngọc Anh? Đây là cửa hàng của cháu mình. À. Cửa hàng siêu thị mini. À. Mà anh gặp cho anh mua hàng. Đến lúc cháu bảo chứ trời, đến ra nói chuyện anh ý tưởng anh ý người Trung Quốc. Thế bảo chứ anh ơi. Của người Việt đây các bạn. Sinh năm 97, giờ làm cái cửa hàng chủ to tướng ở Maputo này. Trong này thì là bán đồ tắm gội các thứ này. Sang đây lâu chưa? Em sang đây 5 năm rồi. 5 năm, em sinh năm 97 đúng không? Ừ, em sinh năm 97. Đấy các bạn thấy không? Sinh năm 97 mà giỏi không? 5 năm đấy. Hai người phụ nữ Việt Nam. Hai người phụ nữ Việt Nam rất hai trẻ. Hai cháu luôn. Trẻ, xinh đẹp và rất giỏi. Ô, em cảm ơn ạ. Trong này thì lại kiểu rau cải với các thứ nhiều này. Ăn khoai lang luộc không? À, khoai lang luộc. Ừ. Khoai lang này ngọt cực luôn. Ok, thử đi. Có sao bé tí này nhỉ? Ừ, nhưng mà ngọt cực luôn. Yeah. Đấy là ở bao nhiêu rau cải? Đấy, các bạn thấy này, khoai lang bé này. Nhưng mà khoai lang này ngon lắm. Nhưng mà cái kiểu bên trong của nó luộc lên là màu trắng hay màu vàng thôi? Màu cam cam, như cam, này này. À, ừ. Kiểu như khoai lang mật đấy đúng không? Ừ. Đi với Ngọc Anh thì Ngọc Anh là đầu bếp đây bao nhiêu năm chờ, thì chỗ nào mà tươi ngon nhất thì đều biết hết. Bạn này thì cũng đi hàng ngày kiểu như đi chợ. Rau cải ra lên không? Dạ, lấy rau cải này. Không phải nói gì, cứ tự động lấy ra. Qua tập hôm nay thì các bạn cũng biết là đấy, cái sự cố gắng và nỗ lực của những cái bà gọi là bà chủ trẻ rất thành công ở bên này và vẫn còn đang phát triển nữa. Thì mình cũng hy vọng là sau này mọi người ở đây thì công việc và mọi thứ sẽ càng thuận lợi hơn. Thì tập hôm nay cũng hơi dài một chút rồi, thì bây giờ mình cũng đã quay trở lại quán. Thì tập hôm nay mình cũng xin phép kết thúc ở đây. Thì các bạn đừng quên ấn like và đăng ký kênh để đón chờ những cái trải nghiệm mới nhất của mình trên hành trình đấy nhá. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn.